Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin học thật là đơn giản. Ở trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo header và footer ở trong các cái bảng tính ở trong Excel. Ví dụ trong các tài liệu của bạn đúng không? Ở trên đầu header mình muốn ghi một cái dòng mà trang nào cũng có đúng không? Ví dụ mình ghi là tài liệu XYZ gì đấy đúng không? Còn ở dưới footer trang nào mình cũng muốn có một cái dòng nó ghi là bản quyền thuộc về công ty XYZ gì đó đúng không? Thì mình sẽ phải dùng cái tính năng là header và footer ở trong Excel. Rồi, để làm cái này thì mình sẽ vào thực hành. Các bạn chọn Excel nhé. Ví dụ mình sẽ nhập một cái trang thật là nhiều dữ liệu đi. Mình nhập bậy bạ đi thôi nhé. Đỡ mất công. Rồi, copy. Đấy. Rồi, ở cái bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách in ấn rồi đúng không? Thì để mà mình nhìn cái tài liệu mà mình có thể đưa in header, footer vào rõ hơn thì các bạn là chọn cho mình view. Các bạn chọn cái chế độ là Bed Break View này này. Đấy thì ở đây nhé, các bạn kéo ra. Đấy thì ở đây mình sẽ nhìn thấy là nó có các cái trang đúng không? Nó sẽ có 5 trang và các cái trang này mình sẽ cần phải insert header và footer vào đúng không? Thì để insert header và footer vào thì các bạn chọn cho mình là insert này. Rồi ở chỗ cái gì? Chữ là text này, này, các bạn click vào đây. Rồi các bạn chọn là header and footer. Ở đây các bạn nhập vào ví dụ như là tài liệu lưu hành nội bộ chẳng hạn. Rồi ở footer thì các bạn kéo xuống dưới. Đây ở footer đây thì các bạn mình nhập là bản quyền thuộc về công ty XYZ gì đó rồi đúng không? Đấy thì ở bất kỳ một trang nào sau khi các bạn nhập xong nó sẽ tự động nó insert cả header và footer này cho bạn này. Rồi mình quay ra chế độ view nhé, các bạn quay ra chế độ view để các bạn xem này. Đấy, view mình quay về break view. Đấy, thì đương nhiên nó biến mất đúng không? Thì để mà các bạn nhìn thấy header và footer thì các bạn bấm cho mình là file này, green này. Đấy thì ở cái chế độ preview này thì các bạn sẽ nhìn thấy đúng không? Đấy ở trang nào nó cũng có cái header là tài liệu lưu hành nội bộ và footer là bản quyền thuộc về công ty XYZ đúng không? Rồi. Ok, trên đây là cái nội dung cái bài này, mình chỉ hướng dẫn cho các bạn là làm sao đưa một cái header và footer vào trong cái bảng tính của các bạn thôi, đúng không? Ok, các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình ở trên cái kênh của mình nhé, là YouTube này, Tin học thật là đơn giản. Đấy, thì ở trên cái kênh này mình có hướng dẫn dạy rất là nhiều thứ, thì các bạn vào cái danh sách phát này, các bạn sẽ nhìn thấy mình dạy rất là nhiều các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao mà hoàn toàn miễn phí hết. Thì những cái trong đây có những cái khóa học mà các bạn đi học thì có thể các bạn sẽ phải tốn cả 1.000 đô, nên là các bạn chia sẻ rộng cái kênh của mình cho bạn bè của các bạn thì có thể sẽ giúp ích rất là nhiều cho họ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.